cả mọi người. Và ngày hôm nay Peter cùng với những anh trai của công ty Bảo Khánh Event sẽ đưa mọi người đến tham dự một buổi tiệc thôi nơi hết sức độc đáo nhất Sài Gòn nha, tại Tàu Thế nha. Và ngay bây giờ đây, hãy cùng theo chân chúng tôi tiến vào tham tiệc nhé.
nay buổi tiệc thôi ngôi cô bé Minh Ý xin phép được bắt đầu. Xin hân hạnh được chào đón toàn thể quý cô chú anh chị cùng với tất cả các bạn nhỏ đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên cho phép Peter được gửi đến quý cô chú anh chị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Quý anh chị thân mến, được sinh con ra đó chính là một niềm hạnh phúc vô cùng to lớn. Và được chứng kiến con lớn khôn từng ngày thì niềm hạnh phúc đó lại càng nhân đôi hơn nữa. Và ngày hôm nay đây, nhân dịp bé Minh Ý của chúng ta vừa tròn 1 tuổi thì gia đình rất vui mừng và hạnh phúc khi có sự hiện diện đông đủ của tất cả quý cô chú anh chị nơi đây. Và ngay bây giờ đây, xin mời mọi người hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, bé Minh Ý cùng ba mẹ của mình ạ. Sự xuất hiện rất là đầy đủ của gia đình của bé Minh Ý thì Peter và gia đình xin phép được chào tất cả mọi người một lần nữa. Và mọi người biết không, ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với bé Minh Ý cũng như là ba mẹ của mình. Và cô bé Minh Ý sẽ có đôi lời muốn gửi đến tất cả mọi người trong buổi tối ngày hôm nay. Nên Peter xin được mời anh. Hôm nay là sinh nhật bé Minh Ý, tôi mong bé vừa tròn 1 tuổi. Em cũng xin cảm ơn mọi người, cảm ơn gia đình và các anh em chiến hữu đã không ngại đường xa tới chơi và mưa gió nữa chứ. Gặp mưa gió mà tới đúng giờ nữa. Xin cảm ơn. Chúc gia đình và anh em có một buổi tối và vui, thật vui nha. Chúng ta xin cảm ơn ba của bé Minh Ý rất là nhiều. Và ngay bây giờ đây xin mời gia đình của chúng ta cùng tiến lại gần bên chiếc bánh kem nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện nghi lễ thổi nến bánh kem ạ. Dạ rồi, ngày hôm nay là một ngày vô cùng chờ đợi và đầy ý nghĩa đối với gia đình của bé Minh Ý. Chúng ta sẽ cùng nhau ước một điều ước thật tốt đẹp nhất cho bé Minh Ý trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Cả nhà của chúng ta hãy cùng nhau nhắm mắt lại được không ạ? Khi nào Peter đến với ba, hãy mở mắt ra và thổi tất ngọn nến trước mặt nha. Một, hai, ba, happy birthday! Chúng ta xin mời các ngày của chúng ta cùng tiến về đây đúng không ạ? Và mọi người ơi, mọi người đã nắp đầy ly của mình chưa nào? Bây giờ Peter muốn thấy những chiếc ly của mọi người giơ thật cao để cùng nâng ly chúc mừng xin được chào bạn Minh Ý nhé. Dạ rồi, đi đâu, theo bản tin theo của Peter nhé. Now, move. Chúc mừng với tất cả các vị khách mời trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Chào mừng một lần nữa thay mặt cho gia đình của bé Minh Ý cũng như nhà Elisa xin chúc tất cả các vị khách mời của chúng ta có một buổi tối thật ngon miệng và thật nhiều ý nghĩa. Thank you.
xem biểu diễn phép thuật không cùng với anh Peter không? Ai muốn làm phép thì chạy lên đây với anh Peter, anh Peter chỉ cho các bạn nha. Nào, mình lên đây, anh Peter chỉ cho các bạn cách làm phép thuật rồi mình chạy về mình ăn tiếp nha. Ai muốn lên đây nhận hoa và làm phép thuật nào? Lên đây, rồi, mời con lên đây. Bạn trai kia nữa lên đây nha. Rồi, cái đó nào có nhiều quà dành cho các bạn lắm, cho nên là hãy nhanh nha. Rồi, cho các bạn thêm 10 tiếng đến nữa nè. Bạn nào có mặt ở trên đài, anh Peter sẽ tặng quà cho bạn đó nha. Rồi, có hai bạn trai rồi, đến đây con. Đúng rồi, còn bạn nhỏ rồi đúng không? Đến đây con, đến đây con. Không có, không có quà đâu, đến đây nào. Wow, wow, đến đây nào. Rồi, một bạn rồi, đến đây con, đúng rồi. Wow, cái súng này, cái kiếm này có chặt rồi, đúng đây. Rồi, con đứng đây, quay lại nha. Rồi. Còn bạn nào ở dưới nhưng mà muốn lên nữa không ta? Còn ai nữa không? Rồi, 5 giây cuối cùng nha. 5 4 3 2 1 Rồi, không còn ai nữa không? Rồi, bây giờ chúng ta lùi lại một bước nè, kéo té xuống chúng ta. Chúng ta tháo nha. Rồi, con ngồi xuống đây nhé. Rồi. Cái này ngồi xíu xíu như đây. Con đứng đây nha. Bạn ngồi xuống. Rồi. Bây giờ ai muốn nhận quà của anh Peter và bạn Minh ấy thì giơ tay lên. Ai muốn nhận quà? Wow, ai cũng muốn nhận quà hả? Rồi, ai muốn làm phép thuật thì giơ tay cao lên. Ôi, ai còn muốn đúng không? Rồi, vậy thì bây giờ nha, trước khi mà anh Peter chỉ cho các bạn làm phép thuật và nhận quà, thì bây giờ anh Peter muốn thử thách các bạn một tí xíu nha. Các bạn chịu không? Rồi, bây giờ nếu như anh Peter mà đặt một câu hỏi, bạn nào mà biết thì giơ tay lên trả lời, nếu đúng anh Peter tặng cho một món quà, chịu không? Rồi, bây giờ chuẩn bị nha, nguồn câu hỏi của anh Peter nha, nghe kỹ nha. Câu hỏi này liên quan đến một loại quả này nha, nghe thử là quả gì, ai biết thì giơ tay cao lên nha. Rồi, sẵn sàng chưa? Kéo gì đi đâu? Không sẵn sàng chưa? Bạn nhỏ này sẵn sàng chưa? Rồi con sẵn sàng chưa? Rồi con A cái con. Rồi bây giờ nghe câu hỏi của anh Peter nha. Câu hỏi này liên quan đến một loại quả nha, nghe kỹ. Quả gì không dùng để ăn mà dùng để đá, để lăn, để truyền? Quả gì? Quả bóng. Bạn này trả lời là quả gì? Quả bóng. Quả bóng luôn. Bạn này có biết quả gì không? Quả này. Cái gì ta? Bạn chưa nhận diện được là quả gì, nói lại một lần nữa coi. Quả gì con, thận trọng thôi nè. Quả gì? Thưa các bạn thì đáp án này là quả gì? Quả banh, con nói quả bóng đúng không? Rồi, thưa các bạn quả bóng đúng hay sai? Thưa con là đúng hay sai? Mình vừa trả lời luôn mà mình tự nhận mình sai là sao? Thôi thôi, MC, cả giải thích được cái câu nói bé chưa là quả gì chưa? Rồi, MC, anh Peter hỏi lại một lần nữa, đọc cẩn thận nha. Lúc nãy con nói quả gì? Anh Peter nghe gì, quả đại liên gì đó phải không? Con nói lại từ từ một lần nữa con nha. Quả gì? Quả cà đĩa. Hiện tại thì câu đố này nó quay trở ngược lại với anh Peter, anh Peter không biết đáp án là cái gì luôn. Không biết hỏi ba mẹ. Ý của con là ba bóng phải không? Nếu phải con gạch đầu cái nha. Ba bóng. Ai rồi, thiệt ơi. Rồi mời bạn đứng qua đây. Cảm ơn bạn. Rồi vậy thì có ba đáp án là quả bóng đúng không? Rồi đáp án này của chúng ta câu hỏi này thì đó là quả bóng hoặc là quả băng gì cũng đều chính xác nha. Vậy thì chúng ta hãy vỗ tay chúc mừng cho mình đã trả lời chính xác. Bây giờ anh Peter tặng quà cho các bạn nha. Cho con một món quà. Đây, cho hai bạn trai đây. Món quà này. Wow, tôi còn nhiều quà lắm. Bây giờ muốn nhận quà nữa không? Các bạn muốn nhận quà nữa không? Rồi, bây giờ anh Peter giữ quà cho các bạn để trên tay nha. Một lát nữa mình lấy. Rồi, bây giờ mình còn một ăn quà đặc biệt nữa. Một lát nữa lấy nha. Rồi, trò chơi này dễ lắm. Đây, em xin. Rồi, bây giờ các bạn đứng lại đây nha. Lấy mặt xuống phía dưới. Phần thi này đặc biệt hơn. Bây giờ,
trước khi mình thi thì anh Peter muốn hỏi lại là các bạn có biết hôm nay mình đến đây để làm cái gì không? Để làm gì cơ? Mình đến đây để làm cái gì? Con có biết không? Con có biết hôm nay ngày hôm nay mình đi đến đây để làm cái gì không? Rồi ba bóng hồi nãy ghi nhận đáp án rồi. Các bạn có biết hôm nay mình đến dự tiệc sinh nhật của ai không? Của Elsa. À đúng rồi, con có biết sinh nhật của ai không? Sinh nhật của Elsa. Rồi tuyệt vời, đến nay bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện một điệu nhảy để tặng sinh nhật cho bạn mình ý được không? Bây giờ các bạn sẽ nhảy theo chú Hề nhé. Rồi con đứng bên đây. Rồi đó, con đứng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tham gia một điệu nhảy để thi đấu với chú anh Peter nhé. Rồi các bạn đưa tay lên làm theo anh Peter nè. Chuẩn bị nhé, bạn nào mà nhảy đẹp, nhảy hay nhất thì anh Peter tặng quà. Rồi con bỏ cái bóng xuống đi, nhảy theo anh Peter nhé. Rồi đưa tay lên. Rồi anh nhạc chuẩn bị nhé. Rồi con để con bóng xuống dưới đây đi. Đó, rồi đưa hai tay cao lên nè. Rồi xin mời anh nhạc. Đưa tay lên. Làm theo anh Peter nhé. Hai tay luôn. Con mệt chưa? Ok, con mệt chưa? Mệt rồi. Con mệt chưa? Cảm ơn các bạn đã mệt rồi nha. Chứ anh Peter cũng mệt hết sức mất tiêu rồi. Rồi tuyệt vời. Các bạn nhỏ chúng ta nhảy thiệt là giỏi đúng không mọi người? Mọi người có thể dành một tràng vỗ tay thiệt lớn cho các bạn nhỏ trên đây được không ạ? Rồi, bây giờ tất cả các bạn nhỏ của chúng ta ai cũng xứng đáng nhận được quà đúng không? Một lát nữa sau khi mình nhận quà xong thì mình về chỗ mình nạp thêm năng lượng nha. Sau đó anh Peter xin mời đến đây một người bạn để biểu diễn phép thuật cho các bạn xem nha. Và sau đó mình sẽ lại chơi và nhận quà nữa được không? Đồng ý thì giơ tay. Ai đồng ý thì giơ hai tay luôn. Rồi bây giờ mình sẽ nhận quà nha. Một lát nữa bạn nào mà xem xong muốn nạp thép thì anh Peter sẽ mời lên đây nha. Chỉ còn với tất cả các bạn nhỏ thân mến, trong buổi tiệc thôi nôi của bạn Minh Nỉ của chúng ta sẽ có một tiết mục hết sức đặc biệt. Và ngay bây giờ đây xin mời mọi người hãy cùng hướng mắt về sân khấu để cùng tham gia và xem một màn trình diễn ảo thuật đến từ ảo thuật gia Bảo Khánh. Oh,
ơi, hãy xem ở thuộc gia của chúng ta làm gì với chiếc bong bóng này nhá. Thôi, chúng ta sẽ hỏi với bong bóng này lên. Rồi, thổi lại nhé. Rồi, các bạn lấy hưởng chút. Anh Peter thổi bong bóng nha. Rồi, tới tới đây nè. Cẩn thận. Wow, có một con bít đi. Wow. Một chiếc bóng bay đang ngắm cái trang phục của chúng ta được thắp bóng lên. Các bạn nhỏ hãy nhìn xem trên sân khấu của chúng ta xuất hiện một cái bàn đúng không? Hãy nhìn xem ở tuần gia của chúng ta làm gì với cái bàn này nào? Nhìn thì kỹ nhé! Wow! Cái bàn của chúng ta bay lên trên không trung rồi! Rồi, chỉ sức mạnh vào trong chiếc khăn rồi các bạn. Rồi, wow, bạn nhỏ chúng ta cũng có thế còn không được gì. Wow. Rồi, đẩy xuống ạ. Wow, một chiếc bóng tay thì lớn cho bạn nhỏ của chúng ta được quá. Rồi, có thêm một bạn nhỏ nữa hả? Rồi. Rồi các bạn lùi lại một chút xíu nha. Để ông khách cường sẽ trúng vào người mình đó. Wow. Đây đang là một chiếc khăn phải khăn rất là dài luôn, các bạn nhìn xem nhé. Thêm một chiếc khăn nữa. Wow, thấy chiếc khăn rồi các bạn nhỏ ơi. Thêm một chiếc khăn nữa đúng không nào? Ba chiếc khăn rồi đúng không? Rồi hãy thêm một chiếc khăn nữa nha. Wow, bây giờ
mong cho xem điều gì xảy ra với con gái xinh đẹp này nhé. Xin mời tất cả các bạn nhỏ cùng với tất cả các anh chị hãy cùng quan sát thật kỹ nhé. Cô gái của chúng ta nhé. Wow, cô gái xinh đẹp của chúng ta đang từ từ bay lơ lửng trên không trung. Các bạn có biết điều gì xảy ra không vậy? Tại sao cô gái của chúng ta lại bay lơ lửng như vậy? Các bạn có biết không? Không chung như thế này, các bạn nhỏ và mọi người hãy xếp thật kỹ nha. Cũng như là những chàng bảo tay hết sức nồng nhiệt của tất cả các vị khách mời trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Anh bên Nhật đi qua đúng không? Ok, anh em muốn đi. Chứ anh này khoái em lắm rồi á. Khoái anh ấy, em ở chỗ là cái đoạn mà biến cái người kia ra được một người nữa thấy ta. Biến lại chỗ này biến lại em biến nhiều người mất hai con đạo. Bạn nào cũng chưa có mặt thì lại đây rồi. Một bạn gái mới xuất hiện đúng không? Rồi lại đây nào. Một chúng ta hãy lên mặt xuống phía dưới các vị khách mời nha. Rồi, ai muốn lấy quà giơ tay lên. Không giơ tay là anh đi cờ không cho lấy quà đó. Con muốn lấy quà đúng không? Bạn gái này muốn lấy quà không? Rồi lại đây nhé, con đứng lên nè. Rồi, bây giờ muốn lấy quà đúng không? Rồi bạn gái con lấy quà không? Rồi, chúng ta bấm tắt nè. Đây, mình cho lấy quà trước rồi mình cho con bấm xác nhé. Bây giờ, ai muốn lấy quà của anh Peter thì mình phải tham gia thêm một thử thách nữa nha. Chịu không? Con chịu không? Rồi, ngày hôm nay mình đến dự sinh nhật của ai ta quên mất rồi nè. Sinh nhật của ai? Rồi, mấy anh chị của chúng ta đã chúc mừng sinh nhật Trang Elsa chưa? Chưa, anh Peter không thấy ai nói chúc mừng sinh nhật Trang Elsa hết trơn đúng không? Bây giờ anh Peter cho các bạn cơ hội để chúc mừng sinh nhật Trang Elsa và tặng quà của anh Peter nhé. Rồi, lại đây, lùi xuống một tí xíu nè. Rồi, con lùi lại đây. Các bạn quay lại đây nè, rồi ai muốn lấy quà lấy đây, lấy đây. Rồi một cảnh này. Bây giờ mình phải chúc mừng sinh nhật các em Elsa đúng không? Bây giờ anh Peter muốn xem là hơi của bạn trai và hơi của bạn gái ai sẽ khỏe hơn nha. Theo con nghĩ thì bạn trai hay bạn gái khỏe hơn? Con gái khỏe hơn hả? Rồi, vì theo con, giữa bạn trai với bạn gái ai thông minh hơn? Bạn gái hay bạn trai thông minh hơn? Bạn trai hay là bạn gái sẽ thông minh hơn nè, theo các con? Bạn gái.
bạn gái thông minh hơn luôn hả? Sao mình thiếu tự tin quá vậy? Rồi, bây giờ mình sẽ chơi để xem thử bạn trai hay bạn gái thông minh hơn hay khỏe hơn nha. Bây giờ, các bạn sẽ nói cho anh Peter nè. Chúng ta sẽ nói là Happy Birthday Elsa. Thiệt là lớn và khép thiệt là dài hơi ra. Anh Peter sẽ đếm hơi xem bạn nào có hơi khỏe nhất nha. Bạn nào mà khỏe nhất thì sẽ được quà của anh Peter, hiểu không? Ai thi trước? Rồi, đúng không? Rồi, tôi lại đây. Bây giờ con hãy nói cho mọi người biết con tên gì trước đi nè. Rồi, bạn Đức Kiên sẵn sàng chứ? Hãy nói là Happy Birthday Elsa. Nhớ dài ra nha. Rồi, chuẩn bị. Từ, sẵn sàng. 1, 2, 3. Happy Birthday Elsa. Có năm giây à, còn dài hơn nữa được không? Bây giờ cho con nghỉ ngơi một xíu để cho bạn này thi một cách con thi lại thử có hơn không nha. Rồi, mời bạn trai này lại đây. Nhớ là kéo dài hơi ra để xem thử hơi của bạn nào khỏe hơn nha. Rồi, sẵn sàng chưa? Con nói là Happy Birthday Elsa nha. Rồi, chuẩn bị nhanh lớn lên và kéo dài hơi lên nha. 1, 2, 3. Happy Birthday Elsa. Xong rồi đó hả? Kéo dài chữ Elsa. Thiệt là dài đến khi nào mà hết hơi thì thôi, mình dừng lại nha. Rồi, bây giờ tới lượt bạn gái nha. Rồi, bạn gái lại đây ạ. Con sẵn sàng chưa? Rồi, chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Người ta kêu kéo dài ra mà kết thúc nhanh quá vậy. Đã như có mỗi bạn này được 5 giây là nhiều nhất luôn á. Rồi, thắc mắc là bạn một lần nữa con thử có phá được kỷ lục của mình không nha. Kéo dài, thiệt dài lên nha. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Thật ra là được 13 giây đúng không, nhưng mà bị một cái cuối cùng dừng lại các A nữa là không có tính, cho nên con được tổng cộng là 12 giây nha. Như vậy là cũng tuyệt vời rồi, mình đã vượt qua được chính mình rồi đúng không? Rồi, bây giờ ai cũng lấy quà, nãy giờ ai được giải nhất giơ tay, có biết không? Rồi, bảy ngày đúng không? Rồi, bây giờ chú Hè tặng quà cho các bạn luôn nhé. Cảm ơn, xin chào tất cả quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với nhà hàng Elisa của chúng tôi. Và sau đây sẽ là một số bài hát để phục vụ quý vị trong buổi tối hôm nay. Mở đầu sẽ là một sáng tác có tựa đề Vào Hát của quý vị cùng nghe.